Thông tin tiểu sử ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Kasim Hoàng Vũ sinh ngày 11 tháng 10 năm 1980 là người mang trong. Mình hai dòng máu bố là người Ai Cập. Mẹ là người Việt Nam. Môn Sơ Anh sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Học tập tại Hà Nội và hiện ra đang hoạt động biểu diễn tại TP HCMNI tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật quân đội bắt đầu thử sức bằng những bước đi chập chững trong thị trường ca nhạc thành phố Hồ Chí Minh quê gốc Đà Nẵng trưởng thành hơn từ sân chơi sao mai điểm hẹn bố là người ai cập còn mẹ cũng là một ca sĩ hát nhạc rock một thời được khán giả Đà Nẵng và miền Trung gọi là nữ hoàng rock bích Phương ca sim thừa hưởng chất rock của mẹ và mái tóc xoăn của ba Bài hát của Kasim đã có nhiều chất Tây Nguyên trong đó, các thành tích Kasim Hoàng Vũ, hai giải xuất sắc tiếng hát các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 1998 và 2000, hai HCV liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998. Giải nhất TSTS Hà Nội 1998 Giải ba liên hoan TSTS Toàn quốc 1999 Giải nhất trong năm video clip xuất sắc nhất của VTV bài hát Tôi yêu 2003 Ca sĩ xuất sắc nhất do khán giả bình chọn tại sao mai điểm hẹn ngoài ca hát Ca sim còn thử sức mình với điện ảnh anh đã tham gia một vai trong phim truyền hình, ván cờ tình yêu, và vai chính trong phim điện ảnh. Chết lúc nửa đêm, Kasim Hoàng Vũ cũng là đại sứ của thương hiệu Pepsi, Việt Nam. Bên cạnh các ngôi sao như Mỹ Tâm, Phương Linh, Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên và Kim Môn Sơ ngoài series 4 album, vì gồm, vì yêu, vì đâu, vì sao. Vì em thì Kasim cũng đã phát hành được một số album khác như Nỗi nhớ, Tình khúc phú quang, Mặt trời bên kia.